100.000 thất chín, lâu lắm rồi lại mới mua được một tờ đẹp như thế này. Và đây là chủ nhân, một bạn con gái. Em tên gì? Thôi tôi phải nói tên ạ. Ờ thì không sao cả, ừ thì thôi. Anh hỏi giao lưu với em thôi. Em có ở gần đây không? Em không ạ. Cũng xa luôn đấy hả? Vâng. Bạn gái này rất là bí ẩn. Nhưng mà thế em có thể nói cho anh là sao em lại có tờ 100.000 mà thất chín này không? Em đi thi tốt nghiệp sao em nhặt được dưới đất? Có thật đấy. Thật mà. Ủa, anh chưa nghe bao giờ nghe cái lý do mà nghe nó kỳ lạ như vậy. Nhặt được một tờ này 100.000 phun chín. Oh my god, và bây giờ tờ này anh sẽ mua 3 triệu. Em nhặt được lâu chưa? Tờ này vô thi tốt nghiệp ạ. Là vừa rồi đấy hả? À. Cái tờ này mà 3 triệu thì em thấy thế nào? Em thấy bình thường ạ. Bình thường hả? Tức là không cao không thấp đúng không? Cũng đúng thôi, tại vì thực ra nếu mà tờ này rơi vào khoảng tầm một năm ngoái ấy, thì anh cũng sẽ mua được 4-5 triệu. Nhưng mà đợt này thực ra là kinh tế suy thoái rồi, dân chơi đợt này cũng ít chịu chi hơn. Thế nên là anh, bản thân anh cũng mua giá nó cũng thấp hơn là năm ngoái thật. Đây, gửi em 3 triệu. Ok em nha. Bắt tay phát nhỉ? Cho đúng thủ tục chứ. Hùng bá vương tiền tệ.